Thì hàng năm thì em cũng là một tín đồ của Black Friday, nhưng mà có thể là năm nay là do dịch cho nên em cảm thấy hơi vắng vẻ. Nếu là em thì em cũng chọn cách thức mua hàng trên mạng nhiều hơn, tại vì nó vừa tiện lợi mà nó vừa không cần phải chen chúc nữa. Mua chủ yếu là tặng cho mấy đứa em á. À, chị mua được một số quần jean dài nè, ngắn nè, với lại là áo khoác rồi áo sơ mi, áo thun đồ đó. Mà năm nay do cái dịp này là nên là cũng có khuyến mãi nhiều á, nên là cũng mua được nhiều. Giá thì năm nay rất là ok hơn mỗi năm á, nên là thấy cũng cái lượng mà khách mua cũng nhiều.